chiếc này về Đắk Nông đang chuẩn bị lên máy. Vô máy luôn đi. Này nguyên si vào hết tự xử tự làm bắt đầu lên máy. Đây tỉnh Vĩnh Long. Nữa luôn. Bữa nay không có xe nhà cho nên mướn xe để lên 3 chiếc xe nhà đi Xuyên Mộc, đi Ninh Thuận hết, chưa về tới nữa. Dây này dính nóng nhóc chân luôn á. Rồi giờ lên máy. Rồi xong nha các bác, một con tiếp tục nữa đây. Rồi về xong cái lô máy thái đẹp nè, giờ ráp đồ vô nó là xong rồi. Con này là số 326, số thứ tự 324. Đây là kho máy còn. Rồi đã đặt chân về tới Việt Nam, các bác nào cần thì cứ tới xem. Máy sẵn sàng, có mặt ở công ty. Alo. Con này là mới nhất nè.
mới cáo cạnh luôn. Bây giờ đắp đồ vô đi rồi ngày mai á, ngày mai mới làm video được, tại chưa có xong, chưa có rửa, còn dơ vậy đó. Rồi, cảm ơn các bác nha.